Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 4, một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Thầy sẽ giúp các em hiểu công thức tình cạnh trong tam giác vuông thông qua tỷ số lượng giác như sau. Bây giờ chúng ta học bài mới. Một nhỏ các hệ thức cơ bản. B nhỏ là tính cạnh góc vuông qua tỷ số lượng giác trong tam giác. Hôm trước chúng ta tính cạnh góc vuông thông qua tỷ số sin của một góc và cosin của một góc nhọn trong tam giác vuông. Hôm nay chúng ta sang tính thông qua tỷ số tan của một góc và cotan của một góc nhọn trong tam giác vuông. Như trên hình vẽ, các em thấy tam giác vuông hoàn toàn được xác định khi biết một góc nhọn. Ở đây thì ghi hai góc nhọn luôn. Có cạnh B bằng 5, chúng ta đi tính cạnh C. Hoặc cho biết cạnh C, chúng ta đi tính cạnh B. Bây giờ thầy hướng dẫn các em công thức để chúng ta đi tính. Thầy muốn tính cạnh C thì thầy sẽ dùng tỷ số lượng giác tan C là tan góc này các em này, bằng cạnh C là cạnh đối trên cạnh B là cạnh kề. Từ đây chúng ta sẽ suy ra C sẽ bằng cạnh C sẽ bằng cạnh B mà nhân với tan góc C. Ta đọc như sau: cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối. Bây giờ thầy đổi lại để các em quan sát tiếp. Bây giờ thầy cho cạnh C để chúng ta đi tính cạnh B. Chẳng hạn trong trường hợp này thầy cho C bằng 6 và các góc tam giác thầy giữ lại. Chúng ta đi tính cạnh B. Thì chúng ta cũng dùng tan của góc B sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng B chia cho C. Từ đây chúng ta suy ra B sẽ bằng cạnh C nhân với tan góc B, tức là cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối. Vậy từ đây chúng ta có một nhận xét là cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối. Cái góc đối này là đối diện với cạnh mình đang còn tính, giống như sin và cosin mà các em đã biết. Và đó chính là cái nội dung tính cạnh góc vuông thông qua tan của một góc. Bây giờ thầy mô tả các em bằng các ví dụ sau đây. Ví dụ như trong trường hợp này, chúng ta biết cạnh B, chúng ta đi tìm cạnh C. Biết cạnh B bằng 5, thì cạnh C sẽ bằng cạnh B bằng 5 nhân với tan góc đối là tan 50 độ, chúng ta tính bằng 6. Thầy sẽ sử dụng máy tính giúp các em giải cái phần này như sau. Các em trở về chế độ menu 1. Chế độ menu 1 là chế độ có chữ căn và chữ D ở trên màn hình. Các em phải nhấn Shift Setup. Các em nhập đơn vị đấu góc là số 2. Và các em thấy ở số 1 là độ thì các em nhấn vào số 1, tức là chúng ta nhập góc bằng độ. Bây giờ chúng ta nhập 5 nhân với tan 50 độ, các em nhập như sau. 5 chúng ta không đánh dấu nhân mà chúng ta nhập tan là ở cái nút này. 50 độ. Nhập 50 độ, các em nhấn vào tròn phẩy phẩy đây này. Các em đồng ngoặc và các em nhấn bằng. Các em được 5,958 thì làm xấp xỉ bậc 6. Đây là xấp xỉ. Bây giờ tiếp tục thầy tính cạnh B. Trong trường hợp này thầy giữ nguyên
góc và thầy thay đổi số đo cạnh C bằng 6, chúng ta đi tính cạnh B. Cạnh B sẽ bằng cạnh C mà nhân với tan của 40 độ, tức là cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối, và các em sử dụng máy tính cũng như vậy. Chúng ta nhấn AC, chúng ta xóa màn hình. Chúng ta nhập 6 nhân với tan của một góc 40 độ. Đóng ngoặc lại, các nhân bằng. Để các em thấy 5,03. Chúng ta tính ra xấp xỉ bằng 5. Như vậy thầy được hướng dẫn các em tính cạnh góc vuông thông qua tỷ số lượng giác tan. Bây giờ cũng như thế này mà chúng ta có thể dùng tỷ số lượng giác cotang để chúng ta tính như sau. Bây giờ thầy thay đổi đổi dài cạnh một tí để cho nó khác cái ví dụ lúc nãy. Tiếp tục, chúng ta tính cạnh góc vuông qua tỷ số lượng giác trong tam giác. Ở trên hình vẽ, thầy cho cạnh C bằng 6 và các góc B bằng 49 độ. Thầy tính luôn góc C bằng 41 độ. Thì khi đó cái cạnh B này được tính thông qua cotang góc C. Cotang góc C thì bằng kề trên đối. Cotang góc C là cotang góc này các em này. Bằng kề tức là B mới chia cho cạnh đối là cạnh C. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cạnh B sẽ bằng cạnh C nhân với cotang góc C. Cạnh B này thì bằng cạnh C này nhân với cotang C. Như vậy thì cạnh B và góc C thì góc C kề về cạnh B. Thì khi đó ta có thể đọc cái công thức này như sau. Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia mà nhân với cotang góc kề về cái cạnh đang còn tính. Bây giờ thầy đổi lại cái số đo như sau. Cạnh B thì cho bằng 7. Thầy tính cạnh C cũng dùng cotang. Khi đó cotang B, cotang góc này các em này, bằng kề trên đối. Kề là cạnh C, trên đối là cạnh B. Từ đó mình suy ra cạnh C sẽ bằng, cạnh C sẽ bằng cạnh B nhân với cotang góc B, tức là cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang góc kề về cạnh đang còn tính. Vậy từ đây chúng ta có thể phát biểu như sau. Cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang góc kề. Bây giờ thầy sẽ đi tính toán các cạnh như trên hình vẽ, đó là cạnh C. Còn cạnh huyền thì thầy không tính nữa bởi vì chúng ta đã tính hôm trước rồi. Thầy thay đổi lại giả thiết một tí. Tam giác ABC có cạnh C bằng 6 và các góc B 49 độ và góc C bằng 41 độ. Thầy tính luôn hai góc này để thầy tính cho đơn giản. Khi đó cạnh B sẽ bằng cạnh góc vuông kia là 6 nhân với cotang góc kề là cotang của 41 độ. Thì chúng ta dùng máy tính như sau. Các em trở về chế độ menu 1. Các em nhấn vào Shift Stop để các em nhập số 2 là đơn vị đo góc. Các em nhấn số 1 để tính bằng độ. Bây giờ các em nhập 6 nhân với, ở trên máy tính không có cotang. Muốn nhập cotang thì các em làm như sau. Vì cotang của một góc thì sẽ bằng 1 trên tan của góc đó. Cho nên các em sẽ nhân với mở ngoặc dạng phân thức 1 chia cho tan của góc 41 độ. Các em nhấn vào tan 41 độ. Độ các em nhấn vào đây. Các em đóng ngoặc lại.
sau đó các em chuyển ra ngoài, các em đóng ngoặc thêm một lần nữa và các em nhân bằng, tính xấp xỉ là 6,9. Thì thầy làm xấp xỉ 7. Bây giờ tiếp tục, thầy thay đổi giả thiết để chúng ta đi tính cạnh C. Cạnh C sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân với cô tang góc kề, tức là bằng cạnh có độ dài bằng 7 mà nhân với cô tang của góc kề là cô tang 49 độ. Chúng ta lại tiếp tục nhập trên máy tính. Bây giờ thầy sửa lại một tí thôi, vì chúng ta mới tính như lúc nãy rồi. Thì các em sửa lại như sau. Cạnh 7 thì các em sửa lại số 7 ở chỗ này, các em xóa đi đen, các em sửa lại số 7, các em chuyển xuống dưới, các em sửa lại là 49 độ. Các em nhân bằng là 6,08, là xấp xỉ 6. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em cách tính cạnh góc vuông thông qua tang và cotang. Bây giờ chúng ta vận dụng để quay giải một bài tập sau đây. Các em thấy trên hình vẽ một bức tường cao 1,6 mét, tức là CD này bằng 1,6 mét đấy các em này, được đặt trên một cây bệ. Một cây bệ là cạnh CB đấy các em. Tại một điểm A trên mặt đất, bạn nam nhìn thấy nóc tường, là cái đỉnh của tường đấy các em này. Bạn nam để mắt ở vị trí A và nhìn vào cái nóc tường, tức là cái điểm D này, và cái nóc bề là điểm C, với một góc nâng mà như các em thấy trên màn hình là 60 độ và 45 độ. Hãy tính chiều cao của cái bề này, tức là tính chiều cao của CB. Thì bây giờ thầy sẽ làm như sau. Thầy gọi H là cái chiều cao của cái cạnh CB. Thầy phải đi tính H. Thế thì các em thấy cái tam giác ADB là tam giác vuông tại B. Thầy sẽ tô màu như sau. Và một cái tam giác thứ hai là cũng vuông tại B, là tam giác ACB. Thầy tô màu. Hai tam giác này là hai tam giác vuông. Hai tam giác vuông này là hai tam giác vuông có chung cạnh AB. Và các góc là các góc kề, thì chúng ta dùng cotang để chúng ta tính cũng được, mà tính tang cũng chúng ta tính cũng được. Bây giờ thầy hướng dẫn các em tính như sau. Thầy gọi H là chiều cao của bệ, sẽ tam giác ABC, cái tam giác nhỏ phía dưới này các em, vuông tại B và có góc BAC là bằng 45 độ. Thì khi đó tam giác này là vuông cân tại B, cho nên cái cạnh AB này nó bằng H, nó bằng đúng chiều cao của cái bệ, tức là AB sẽ bằng BC sẽ bằng H. Bây giờ thầy sẽ tiếp tam giác vuông tiếp, là tam giác ABD là tam giác to. Thầy tô màu. Thì thầy thấy AB, tức là H đấy, sẽ bằng BD mà nhân với cotang của góc 60 độ. Từ đây chúng ta thay BD bằng H cộng với 1,6. Mà nhân với cotang của 60 độ. Mà cotang của 60 độ thì bằng căn bậc 2 của 3 trên 3. Cách nhập cotang 60 độ như sau các em. Thầy xóa màn hình. Muốn nhập cotang 60 độ thì các em nhập dạng phân thức. 1 chia cho tang 60 độ sẽ bằng cotang 60 độ. Các em nhập tang của 60 độ. Các em đóng ngoặc lại. Các em nhân bằng là ra căn bậc 2 của 3 trên 3 là như vậy đó. Bây giờ thầy sẽ giải cái phương trình tìm H.
Từ đây ta có h sẽ bằng h cộng 1,6 nhân với căn bậc 2 của 3 trên 3. Chúng ta nhân căn bậc 2 của 3 trên 3 vào. Thì tương đương với h bằng căn bậc 2 của 3 trên 3 nhân với h cộng với 1,6 nhân với căn bậc 2 của 3 trên 3. Bây giờ chúng ta quy đồng mẫu và bỏ mẫu. Tương đương với 3h sẽ bằng căn bậc 2 của 3 nhân h cộng với 1,6 nhân với căn bậc 2 của 3. Chúng ta chuyển căn bậc 2 của 3 nhân h sang phía trái, đổi dấu và đặt h làm nhân tử chung thì chúng ta biến đổi tiếp. Tương đương với h thừa số cho 3 trừ căn bậc 2 của 3 thì bằng 1,6 nhân với căn bậc 2 của 3. Tương đương tiếp, h sẽ bằng 1,6 nhân căn bậc 2 của 3 chia cho 3 trừ căn bậc 2 của 3. Chỗ này chúng ta dùng máy tính để chúng ta tính. Các em nhấn AC để ngắt màn hình. Các em nhập dạng phân thức 1,6. Các em nhân về căn bậc 2 của 3. Các em không đánh dấu nhân. Các em viết căn bậc 2 của 3 luôn. Rồi chia cho 3 trừ căn bậc 2 của 3. Các em nhân bằng. Ra cái số vô tỷ. Đây là số đúng các em nhé. Bây giờ chúng ta lấy xấp xỉ thì chúng ta nhấn vào S tương đương lên. Chúng ta được 2,18. 2,18. Vậy H xấp xỉ 2,18. Vậy H xấp xỉ 2,18 mét. Và như vậy chúng ta tính được chiều cao bề là 2,18 mét. Như vậy thì qua bài hôm nay các em phải hiểu cách tính cạnh góc vuông thông qua tang của một góc nhọn hoặc cô tang của một góc nhọn. Và chúng ta hiểu cách giải một cái bài toán thực tế mà như vừa rồi thầy giải cho các em. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.